Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt sẽ cùng bạn dùng thử chiếc ghế gấp gọn di động của hãng Lok Lok. Cái ghế này rất đặc biệt, chỉ cần một thao tác đơn giản, nó có thể biến hình từ một cái ghế có chiều cao là 45 cm xuống gọn lại chỉ còn cao 6,5 cm. Và ghế này có đường kính là 25 cm. Mã của sản phẩm là LHI 519. Màu đỏ này có thêm chữ red. Chất liệu làm ghế là nhựa PP, giúp ghế có khả năng chịu tải của người ngồi lên tới là 180 kg, chịu tải rất là lớn. Đây chúng ta thấy không? Nó nhỏ gọn khi gấp lại, đi kèm có sách hướng dẫn. Đường kính là 25 cm và chiều dày là 6,5. Chúng ta có thể đeo được ở bên mình khi đi picnic, rất là tiện. Thiết kế màu đỏ và viền đen, đây là cái dây đeo này. Mình ngồi Và bây lên giờ tôi luôn. sẽ dùng một thao tác rất đơn giản. Kéo ra cái là chúng ta có một cái ghế có chiều cao lên tới là 45 cm. Trọng lượng của tôi là hơn 70 cân, ngồi thoải mái vì có khả năng chịu lên tới 180 cân. Còn khi muốn gấp lại thì các bạn chỉ việc kéo ra, sau đó sập lại thì là sẽ gấp gọn được. Đây, chúng ta sẽ thò tay vào hai cái lỗ ở hai đầu. Khi sử dụng thì chỉ việc kéo ra, còn khi gấp lại thì chúng ta kéo ra và sau đó xoay vào thì nó sẽ gấp gọn lại. Đây là dây đeo chúng ta sẽ đeo khi mà di chuyển. Để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc ghế gấp gọn thông minh bằng nhựa của hãng Lok Lok có tên là Telescopic Stool, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.